Alo, xin chào các bạn nha. Mình đang trên đường đi tiêm phòng COVID. Hiện tại là mình đang ở trên tàu điện. Từ nhà mình đến chỗ mình tiêm thì đi tàu mất khoảng khoảng 1 tiếng. Đây mình sẽ quay bên ngoài cho các bạn xem nha. Và đấy là hai bể tiếp theo là mình chạy xuống, và mình chạy xuống thì mình đi tàu khác thì mình tiếp thì nếu mình muốn xuống thì mình bấm vào đấy thì ở đâu kia nó sẽ hiển thị sẽ tốt đó, nó sẽ bị nổi sẽ tốt lên thì nó sẽ tự động đến đó, nó sẽ mở cửa cho mình xuống. Mình xuống đây và sẽ đi tàu khác. Trong lúc ngồi chơi thì sáng hôm nay quay cho các bạn xem cảnh giao thông ở ngã tư. Em hôm nay có đông không? Này có xe bồn. Hiện tại bây giờ là 9 giờ rồi, 9 giờ 1 phút rồi. Hầu như đa phần ở ngã tư hay có đồng hồ. Mình mãi quay video cho các bạn xem mình chậm mất một chuyến tàu rồi. Có hướng mưa tạm là đó, hướng mưa tạm kia đâu vậy đây. Thì về họ bán hộp mà họ bán hộp về tận lại tận chay luôn. Mệt mỏi lại đấy. Thường ngủ dậy muộn, hôm nay dậy sớm nên hơi buồn ngủ. Không biết để chắc đóng rồi. Nghe là đi tiêm xếp hàng đóng lắm. Không biết là vừa những ngày đi để có phải xếp hàng đóng. Gần đến nơi rồi, khoảng 6 bến nữa là đến chỗ tiêm rồi. Không biết có được về sớm hay không, hay là phải chờ lâu nữa. Mình nghe hơi mệt mệt rồi.
rồi. Xuống rồi. Xuống rồi, xuống rồi. Chạy mau. Rồi thì mình phải phải định hình lại cái hướng mình đi đã, để mình tìm địa chỉ. Tại vì cái địa chỉ này thì mình chưa đến lần đầu tiên. Xem lại bản đồ. Mình xem bản đồ thì cái hướng này là hướng hướng đi vào chỗ tiến vào đấy, quá khoảng hai ngã tư nữa sẽ vào đến chỗ tiến. Các bạn nếu như đi sang nước ngoài thì tốt nhất đi ra ngoài đường ạ, thì đăng ký cho mình gọi gọi internet để mình dò đường dễ. Còn hiện tại mình thì mình ít đi ra đường nên mình cũng đăng ký mạng ở ngoài đường, nên trước khi đi thì mình phải dò địa chỉ trước. Và dò địa chỉ trước thì mình sẽ dò địa chỉ lúc ở nhà sau. Lúc nào cần đến nơi á thì mình sẽ mở ra mình xem. Nên các bạn yên tâm, phải lo lắng gì mà đi sang nước ngoài mà lo lạc đường. Nếu như mà trong tay mình mà có một cái điện thoại có mạng 4G thì đi thoải mái, đi chỗ mồm về được hết á, cũng không cần phải biết tiếng nhé các bạn. Các bạn biết tiếng thì không nói nữa, nhưng mà các những người nào mà không biết tiếng á thì cầm đến tay chiếc điện thoại có mà mang internet thì không lo bị lạc đường. Đi chơi vi vu thoải mái. Còn mình nhòm quen rồi, biết được cái hướng rồi nên đi ăn dễ hơn. Nên máy cũng cần phải có mạng. Em mới cho anh hỏi tí là cái kiến thuật này là loài gì vậy em ơi? BioNTech anh. BioNTech là của Đức không? Ừ. Ok, tặng cho em nhé. Đó cũng là ghi họ tên. Họ tên á? À, đây là ngày tháng năm sinh hả? Ừ. Ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Dạ. BioNTech. À, loại tiêm này là BioNTech. Mình mới tiêm xong, tiêm xong rồi. Có bị dị ứng chứng đấy. Nãy hết, không chịu gì cả. Nếu bị gì? Khó không tiêm được. À, bị khó không tiêm được. Đau này chúng là đau. À. Khó không được tiêm. Nãy khiến đó là
À, vú mình tự hỏi chứ con nếu khốn là bánh hòn cứ vú là tiếm, vú là tiếm. Ừ. Nếu mà tiếm thì mất sức khỏe của mình. Vên vật chết. Hiểu không? Hôm nay mấy ngày 15 à? Hôm nay ngày 15. Chuyện ngày tháng năm sinh. Hai mấy tư đó là họ tên tiếp. Giờ là ngày tháng năm sinh. Kì à lắm. Ghi ngay tên đi luôn. Tên này là ghi ngay. Không cần là bác sĩ. Nhưng mà mình ghi khi này là ghi ngay luôn. Ok. Thì này bác sĩ ghi hả? Ghi đấy. Từ cầm cầm nào đi, cầm nào đi. Khai sổ vang này cũng họ và tên này. Ngày tháng năm sinh, địa chỉ. Không cần địa chỉ. Hả? Không cần địa chỉ nữa. Đây là họ kêu địa chỉ đấy người này. Cái này họ kêu bố là phải ghi địa chỉ. Đã. Ừ. Cái thằng Việt Nam kêu, thằng thành phố rồi á. Rồi xong mình kêu phải ghi địa chỉ cả. Rồi xong khai ba mẫu này xong rồi là nộp rồi. Nộp bố phải là tiêm luôn. Máu lắm. Thôi cho xong, kê đơn xong. Mình vừa mới trong phòng tiêm ra nha các bạn. Và tiêm thì nhanh. Vô xếp hàng một lúc là coi như là ra tiêm luôn. Kê khai đơn. Trước tiên là mình xếp hàng xong là mình vào lấy đơn. Và vào lấy đơn xong là mình kê khai đơn xong là mình nộp cho bác sĩ. Rồi chờ gọi tên vào tiêm mà cũng nhanh, trong vòng độ khoảng thời gian tiêm thì khoảng một chưa đầy một phút, khoảng 15 giây là vào phát là chọc phát là như tiêm phát là coi như ra luôn. Còn thời gian kê đơn thì nếu như các bạn mà biết mà kê đơn ở nhà thì nó sẽ nhanh hơn. Còn không thì mình đến nơi đấy thì họ sẽ phát đơn cho và mình sẽ kê đơn thì mất thời gian một khoảng 5 phút là xong, là kê xong đơn. Và địa điểm tiêm ở đấy thì tương đối nhanh, người cũng vắng nên chờ đợi cũng rất nhanh. Còn mấy cái địa điểm tiêm khác thì thường người ta chờ đợi khoảng mất được khoảng tiếng, hơn tiếng, cũng tùy theo địa điểm tiêm. Và ở đấy thì tiêm thì dành cho tất cả mọi đối tượng. Nếu như bạn nào mà có nhu cầu tiêm vắc xin BioNTech thì đến tại địa điểm đến để tiêm phòng. Và sau khi tiêm thì mình cảm nhận là vừa mới tiêm xong thì là cũng chưa có cảm giác gì cả, mà cho đến bây giờ là dư hiện tại là dư được khoảng 15 phút rồi là vẫn không có hiện tượng gì xảy ra cả. Không còn 65 phút thì cũng chưa có biểu hiện nào về về tiêm, chỉ có là hơi tê tê nơi cái vùng tiêm. Những biểu hiện tiếp theo mình sẽ nói cho các bạn biết nhá. Là bây giờ là quang cảnh ở đường ở Berlin, quang cảnh đường phố tại Berlin.